Ăn đi. Sao cây táo hoang mà ăn quả ngọt thế nhỉ chị nhỉ? Ngon. Ngon nhỉ. Này, hai đứa này, có biết đây là cây táo của nhà bác không mà dám đến đây vặt táo ăn hả? Cháu tưởng táo hoang. Đây là quá. Mẹ ơi, nhà mình suốt ngày phải ăn cơm khế, chẳng có món gì khác à mẹ? Đúng rồi mẹ. Nhà mình thì nghèo, có mỗi cái cây khế ông để lại. Thế bây giờ nhà mình không ăn khế thì ăn gì hả con? Chị ý ơi, em thích ăn cơm tôm hùm chị ạ. Chị ước một ngày được ăn cô hoàng đế. Thôi, ăn cơm xong rồi thì hai đứa đi xuống kia phụ mẹ rửa bát nha. Rửa bát xong rồi đi lên ngủ trưa. Trẻ con ăn cơm xong là phải ngủ trưa để giữ gìn sức khỏe. Ngủ đấy mà mơ mộng tôm hùm với cả cô hoàng đế nữa. Đi. Mẹ ơi, con ăn cơm xong no quá mẹ. No thì thôi, ăn cơm xong giờ đi ngủ trưa, giờ này ra ngủ nhá. Nhưng mà mẹ ơi, hai chị em con chẳng buồn ngủ mẹ ạ. Không buồn ngủ thì cũng phải nằm cố mà ngủ. Trẻ con ăn cơm xong là phải ngủ trưa, không có được đi chơi bời mới lơi la cà ở đâu đâu nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Vâng. Chị ý ơi, chị buồn ngủ không? Không, chị chẳng buồn ngủ gì cả. Em cũng thế. Hay là chị em mình chờ mẹ ngủ say xong hai chị em mình ra ngoài chơi đi. Vâng. Được rồi chị ạ, mẹ sắp ngủ say rồi đấy. Chị ý ơi, mẹ ngủ say lắm rồi. Nắm rồi. Ui, mẹ đang mơ ngủ. Em cứ tưởng là mẹ phát hiện ra hai chị em mình chuẩn bị đi chơi. Chị cũng thế. Dạ đi chị ơi. Oh no. Yeah. Chị ơi, không ngờ có một ngày bọn mình trốn mẹ đi chơi buổi trưa được đấy. Nhưng mà hai chị em mình phải đi chơi một tí thôi, xong rồi là về để mẹ dạy. Mẹ không thấy chị em mình mẹ mắng đấy. Chị ý ơi, chị đói không? Chị có. Em cũng đói. Hay hai chị em mình xuống bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn đi. Ê, tủ lạnh chẳng có gì cả. Hay hai chị em mình đi chơi đi. Đi. Ở đây có cái kết sắt gì ấy. Sao lại có két sắt ở đây nhỉ chị nhỉ? Em thấy cái két sắt này quen quen. Hay là cái két sắt này là của mẹ nhỉ? Hay là chắc thế. Hay là hai chị em mình thử mở ra xem có tiền không đi. Đi. Ui. Ui, có 2.000 chị ý ạ. Thế đây chắc chắn là tiền của mẹ rồi. Chắc chắn luôn ạ. Em có ý này, hay là hai chị em mình cầm 2.000 này đi mua bim bim đi. Đi. Cô ơi, cô để cho cháu gói bim bim đi cô. Ôi, cái ngửi mùi đã thấy thơm. Đây là vị phô mai. Đúng. Đây chị ăn đi. Nhưng mời các bạn nhá. Mời các bạn nha. Ngon chị. Ngon à. Yeah. Chị ơi, cái gói bim bim phô mai này có lớp trong có phô mai này, lớp ngoài xúc xúc, ngon nhờ chị nhỉ? Công nhận đấy, ăn nó cứ béo béo ngậy ngậy, ngon nhỉ? Hết rồi. Chưa ăn được tí nào là hết rồi. Đói thật đấy. Đói thật. Thôi, bây giờ hai chị em mình đi tìm xung quanh đây xem có quả gì ăn không đi. Đi. Ôi, chị ơi, ở đây có cây táo. Cây táo này. Ôi, vườn nhà ai đây mà lại có cây táo này. Chị ngồi mà xem thơm cực. Chị ơi, có lên lấy ăn không nhỉ? Hình như chị nghĩ đây là cây táo hoang hay sao ạ? Thôi, hai chị em mình cứ lấy ăn đi. Đi. Ôi, ngon nhỉ. Ăn đi. Sao cây táo hoang mà ăn quả ngọt thế nhỉ chị nhỉ? Ngon. Chị ý ơi, từ bé đến giờ em chưa ăn quả táo mà ngon này. Hay là do hai chị em mình đói nhỉ? Thôi, hai chị em mình ăn đi, ăn hết thì vặt tiếp. Vâng. Ngon nhỉ? Này, hai đứa này, có biết đây là cây táo của nhà bác không mà dám đến đây vặt táo ăn hả? Cháu tưởng táo hoang. Bác ơi, cháu tưởng đây là cây táo hoang. À, cây táo hoang à? Đây là vườn nhà bác. Hai đứa đi chơi la cả buổi trưa, đi vào vườn nhà bác vặt táo ăn, lại còn đổ là cây táo hoang à? Bây giờ hai đứa đi theo bác đi lên đồn công an. Cháu xin bác, cháu xin lỗi bác. Không xin xỏ gì hết. Đi. Cháu xin bác. Hai đứa trẻ này, bao nhiêu công mình chăm sóc táo, bây giờ đến đây này vặt táo của nhà mình ăn. Phải xử lý thế nào mới được đây? Bác ơi, chúng cháu chỉ là những đứa trẻ thôi, bác tha cho bọn cháu đi. Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Mẹ cháu mà biết cháu vặt cây táo nhà bác này, mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà chết. Bác ơi, cháu xin bác. Không có xin xỏ gì hết. Cái tội đi ăn trộm táo nhà người khác ạ. Lên đồn công an giải quyết đi. Cháu xin bác. Có chuyện gì này à? Hai đứa bé này đi vào vườn táo nhà tôi ăn trộm táo. Bây giờ tôi phải đưa hai đứa nó lên đồn công an giải quyết. Bác ơi, bác ơi, có chuyện gì thì em với bác giải quyết với nhau ạ. Chứ bây giờ hai đứa nó còn bé, bác muốn đưa nó lên phường thì to chuyện lắm ạ. Thế hai đứa này là gì của cô? Hai đứa này là con của tôi. Chứ sao này, dạy dỗ con cái kiểu gì mà buổi trưa không cho nó ngủ trưa, lại để nó đi vặt trộm táo là thế nào? Anh ơi, chẳng giấu gì anh, hai đứa con tôi nó ham chơi quá, nên lúc mà tôi ngủ say nó lẻn đi mất. Thôi thì hai đứa nó còn nhỏ, con dạy cái mang thì có gì về em dạy dỗ lại nó, chứ bác đừng mang nó lên phường ạ. Còn như là em xin bác ạ. Thôi được rồi, chị đã nói như thế thì tôi cũng không để ý làm gì. Các cháu nhá, từ giờ rút kinh nghiệm, đến vườn táo nhà người khác phải hỏi ý kiến, xin bác thì bác cho, chứ đừng có tự tiện đến lấy, các cháu nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi, chị dẫn các cháu về đi. Lần sau đừng cho các cháu đi chơi buổi trưa nữa, nhớ chưa? Hai đứa cảm ơn bác đi. Cảm ơn bác. Thôi đi về đi. Đây, bác cho mỗi đứa một quả táo nữa. Thôi không cần đâu bác ơi. Này. Cháu xin bác. Trẻ em là phải ngoan, nhớ chưa? Vâng ạ. Buổi trưa là không được trốn đi chơi đâu, thôi về đi. Chào bác đi. Con chào bác. Cảm ơn anh nhé. Mẹ ơi, chúng con xin lỗi mẹ, từ sau chúng con không ham chơi nữa đâu. Mẹ ơi, bọn con biết lỗi rồi, từ lần sau con không trốn đi chơi buổi trưa nữa ạ. Đây coi như là bài học dành cho các con nhá. Vâng ạ. Các con không được ham chơi la cả. Chứ hôm nay nếu như mẹ không đến sớm thì có khi bác dẫn các con lên phường rồi. Thôi, từ nay các con nhớ phải nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, không được ham chơi như thế. Hiểu chưa? Vâng ạ. Ăn ngủ đủ giấc thì mới khỏe được. Thôi, đi xuống kia đi, mẹ nấu cơm ra để chuẩn bị ăn cơm nhá. Vâng ạ.